Thầy xin chào em. Thầy xin tự giới thiệu với em, thầy tên là Trần Văn Năng, thầy dạy giáo dục công dân và thầy đến từ trường chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Và hôm nay ở tiết học này, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một bài học trong chương trình PENSE giáo dục công dân lớp 12, đó là bài 3, pháp luật có công bằng với người dân. Thì các em thấy rằng hiện nay một số quốc gia trên thế giới thì cái quyền và nghĩa vụ công dân rất là tôn trọng bảo vệ, và cái trách nhiệm pháp lý của công dân trước pháp luật thì được thực thi một cách nghiêm túc và đúng đắn. Tuy nhiên có một số quốc gia thì cái điều này nó cũng không được tôn trọng lắm. Một số người nói rằng ở Việt Nam của chúng ta pháp luật chỉ là tên của một tờ báo và công lý chỉ là tên của một diễn viên hài. Đó là câu nói mỉa mai châm chọc nói về cái quyền nghĩa vụ của công dân trước pháp luật, hay nói về cái việc chúng ta tôn trọng và hành xử theo pháp luật, hay nói về cái trách nhiệm pháp lý, tức là cái người vi phạm pháp luật họ bị xử lý như thế nào có không công bằng. Nhưng thực tế thì không hẳn là như thế các em ạ. Trong cuộc sống thì đâu đó thì chúng ta vẫn thấy rằng có cái nhiều sự không công bằng, nhưng về cơ bản pháp luật được tạo ra để quản nhà nước quản lý và điều hành xã hội, để đem lại sự công bằng cho người dân, để đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội, cho nên nó khác. Tuy nhiên là học sinh lớp 12, các em có những cái hiểu biết nhất định về chính trị, đúng không? Về kiến thức xã hội, cho nên các em sẽ phân biệt được điều này. Và trong cái bài học hôm nay thì thầy đưa ra một số cái nội dung về mặt kiến thức như sau. Đó là các em sẽ hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này. Về kỹ năng thì các em phân biệt thế nào là bình đẳng về quyền, bình đẳng về nghĩa vụ, bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Về thái độ, đó là có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Và để hiểu rõ hơn cái sự bị công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với mỗi công dân khi họ tham gia vào các quan hệ trong xã hội mà liên quan tới về vấn đề pháp luật, thì các em sẽ cùng xem một cái clip, đó là công an đánh nhà báo, dư luận lên tiếng. Thì đây là một cái vụ va chạm mà gây rất nhiều tranh cãi trong xã hội, có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Thì về cơ bản đó là có một cái vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân, rất nhiều cái phóng viên của rất nhiều tờ báo đến lấy tin, thì trong đó có một phóng viên là thầy nhớ lầm là Hữu Thế của báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi anh này đã đến khu vực hiện trường và anh này vào lấy tin để anh này viết bài, thì một số đồng chí cảnh sát hình sự của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã ngăn lại và không cho anh này tác nghiệp trong khu vực để bảo vệ hiện trường. Nhưng không biết vì một lý do nào đó thì nó xảy ra mâu thuẫn và một số các đồng chí cảnh sát hình sự đã nhảy lên đấm vào mặt anh Hữu Thế và chảy máu mồm, đánh vào đầu và gây ra choáng váng. Và thậm chí là còn đập máy ảnh của phóng viên này. Và ở khi đó thì rất nhiều cái nhà báo tác nghiệp họ đã ghi được cái clip. Thì cái clip này thì được phát tán trên mạng, thì cơ quan chức năng đã vào cuộc. Và cuối cùng thì người ta kết luận đó là một số đồng chí cảnh sát hình sự đã có hành động tức là vượt quá khả năng cho phép do áp lực của công việc. Và có một số cái giải thích đó là gì? Khi mà đồng chí cảnh sát thì giơ tay lên thì vô tình chạm vào máy ảnh của phóng viên và rơi xuống vỡ, và đồng chí cảnh sát hình sự giơ chân lên để đạp vào người phóng viên Hữu Thế, thì có một số người giải thích rằng đó là do đồng chí này phạm một cái lỗi, đó là giơ chân quá cao. Và chính và cái câu trả lời báo chí của một số người có thẩm quyền trong ngành nó gây ra một cái làn sóng về một xã hội, người ta phản ứng rất nhiều về cái trả lời này. Thì các em sẽ xem cái clip, và khi xem xong cái clip đó thì các em sẽ nhận định được đó là công dân có bình đẳng về quyền về nghĩa vụ không, đặc biệt là công dân có bình đẳng về trách nhiệm pháp lý hay không. Thầy không bình luận sâu hơn về vấn đề này, thì chắc chắn là các em sẽ có cái nhận định của mình, bởi vì các em học trên lớp, học thầy, hiểu biết về xã hội rất cao rồi, thì các em có thể đánh giá được là ở đó có bình đẳng về trách nhiệm pháp lý hay không, thì các em sẽ tự suy xét. Và trở lại vấn đề bài học, thì các em thấy là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý, thì ở trên thế giới có một cái bản hiến pháp rất nổi tiếng mà Bác Hồ của chúng ta đã trích dẫn cái đoạn ở đầu của cái bản tuyên ngôn về độc lập của Mỹ năm 1776.
trích nó để Bác Hồ viết cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam chúng ta, thì trong đó có một câu mà thầy thấy cực kỳ ấn tượng, là nói về sự công bằng, về quyền con người. Đó là: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Một cái chúng ta biết tuyên ngôn độc lập cực kỳ ấn tượng. Nó có rất nhiều câu, nhưng có một câu mà cực kỳ thầy thấy là ấn tượng, là tôn trọng quyền người. Thế kỷ 18, vì sao nước Mỹ được đặt tên là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Thì những bạn yêu mến nước Mỹ thì các bạn tìm hiểu thì biết rồi. Thầy vì thời gian không cho phép cho nên thầy không giới thiệu sâu về vấn đề này. Và một cái chuyên đề khác thì sẽ nói về quá trình hình thành của nước Mỹ, về vấn đề nhân quyền, phân biệt chủng tộc như thế nào, vân vân. Hay là trong bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1789 cũng nêu rõ: người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi. Không ấn tượng bằng tuyên ngôn của Mỹ nhưng cũng cực kỳ ấn tượng. Tôn trọng con người, khi người ta sinh ra người ta đã được tự do, đã được gì? Bình đẳng. Cho nên các em thấy biểu trưng của nước Mỹ đó là sự công bằng về quyền con người, đó là tượng nữ thần tự do. Nhưng thực ra nữ thần tự do ấy không phải là do Mỹ nghĩ ra, mà đó do là Pháp tặng cho Mỹ. Thì các em tham khảo về bức tượng nữ thần tự do này, các em đã thấy rất nhiều điều thú vị, đúng không? Một tay nữ thần tự do cầm bó đuốc, đúng không? Một tay thì ôm một cái quyển sách đó thì chính là cái này. Thì các em xem, tham khảo sâu hơn những thông tin về cái vấn đề về tượng nữ thần do, các em sẽ hiểu hơn rất nhiều điều về vấn đề này. Vậy thế nào là bình đẳng trước pháp luật? Các em thấy rằng ngay trong cái đạo luật của chúng ta có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam là hiến pháp, thì bản hiến pháp mới nhất 2013 điều 16 ghi nhận mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Và chúng ta hiểu như sau: bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân nam nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Thì đó chính là bình đẳng trước pháp luật, đúng không? Không phân biệt anh là nam, nữ, thành phần tôn giáo, gia đình, địa vị xã hội, đúng không? Đều bình đẳng với nhau trước pháp luật. Thì đó là cái quy định rất rõ, đúng không? Hiến pháp quy định ngay tại điều 16. Cho nên khi thầy đưa ra một số câu hỏi liên quan tới cái điều 16 này thì rất nhiều bạn đã nhớ được, nhưng có những bạn chưa được nghe thầy nói bao giờ, hoặc thầy cô của mình trên lớp chưa nói bao giờ, thì các bạn ý không thể chọn được đáp án chính xác. Một nhỏ công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Thì các em thấy này, cách mạng tháng 8 thành công, cho nên khi cách mạng tháng 8 thành công xong thì bắt đầu chúng ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Thì Bác Hồ nói này, trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là người muốn theo, người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền này: bầu cử và ứng cử. Tư tưởng của cụ Hồ chúng ta biết về dân chủ đã có từ rất lâu rồi. Cho nên công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các ngành luật của Việt Nam chúng ta, các bộ luật ấy, kể cả hiến pháp, thì bao giờ chúng ta cũng đặt song song cái quyền và nghĩa vụ. Chúng ta luôn luôn đưa cái quyền lên trước, được công dân được hưởng các cái quyền này mà xã hội đảm bảo cho họ được hưởng. Nhưng bên cạnh đó, anh phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và đối với xã hội. Cho nên công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, tức là được hưởng quyền nhưng phải được thực hiện nghĩa vụ của mình. Thầy đưa ra một số cái điểm như sau, đây các em thấy này. Về quyền này, ví dụ công dân có quyền bầu cử, ứng cử, có quyền lao động, tự do kinh doanh, có quyền sở hữu tài sản, có quyền học tập, có quyền nghiên cứu khoa học, có quyền tự do tín ngưỡng, vân vân. Rất nhiều các cái quyền tương ứng với mỗi một bộ luật thì đều quy định cái quyền của công dân trước, sau đó cũng quy định những cái nghĩa vụ của công dân. Bên cạnh đó thì công dân phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ví dụ một số nghĩa vụ như là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,
nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước khi anh kinh doanh, đó là nghĩa vụ lao động công ích. Nghĩa vụ học tập thì anh phải gì? Nộp học phí, đúng không? Hay trung thành với Tổ quốc, hay là tuân theo hiến pháp và pháp luật. Thì đó là một số cái nghĩa vụ và cái quyền rất cơ bản của công dân trong đời sống xã hội. Nhớ nhé, đó là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, được hưởng quyền nhưng phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và xã hội. Cho nên có một cái ví dụ mà sách giáo khoa là cũng nói, thầy nhắc lại này, em thấy này. Sách giáo khoa nói này, trong lớp học của em có bạn được miễn hoặc giảm học phí, có bạn được lĩnh học bổng, còn có bạn khác thì không. Có bạn được tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, giao lưu văn hóa quốc tế, còn các bạn khác thì không được tham dự. Các bạn nam đủ 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, còn các bạn nữ không phải thực hiện nghĩa vụ này. Nên câu hỏi đặt ra đó là, theo em, những trường hợp trên đây có mâu thuẫn với các quyền bình đẳng không? Vì sao? Thì chắc là thầy cô dạy bài này, các thầy cô cũng nói về cái vấn đề này rồi. Đó là không, đúng không? Bởi vì sao nhà nước quy định các quyền mà công dân được hưởng, nghĩa vụ công dân phải làm. Tuy nhiên, tùy từng điều kiện khác nhau mà mỗi người có thể gì vận dụng hay sử dụng cái quyền nhiều ít, đó là gì do mỗi điều kiện của các cá nhân. Ở đây các em thấy này, thầy sẽ khái quát lại thành 4 điểm công bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. 1. Mọi công dân đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình. Đấy là điểm đầu tiên, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Điểm thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Ý thứ hai nói nên bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Thứ ba, trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau. Nhớ nhá, một điều kiện như nhau, nhớ cho thầy nhé, điều kiện giống nhau thì quyền và nghĩa vụ song song giống nhau. Và cái cuối cùng, mức độ sử dụng các quyền đó đến đâu phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người hay mỗi một công dân. Để minh chứng cho cái điều này rõ hơn thì thầy sẽ đưa cái ví dụ đây, các em thấy nhé, hai cái hình ảnh công dân được hưởng quyền, đúng không, tự do học tập, quyền phát triển, vui chơi giải trí, vân vân. Nhưng công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, đây là hình ảnh người lính, đúng không, chào thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên đấy, có quyền như vậy nhưng anh phải có nghĩa vụ. Nhà nước đảm bảo cho anh hưởng các cái quyền trong xã hội để phát triển bản thân, nhưng anh cũng phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với xã hội, đối với nhà nước, đối với Tổ quốc. Đấy là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, đường các quyền đây. Các em thấy đây là hai hình ảnh rất là trái ngược. Một người là lọt vào top giàu 50, chúng ta biết tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng này rất nổi tiếng với các dự án rất là hoành tráng tại thủ đô Hà Nội và rất nhiều các tỉnh thành khác. Em biết một nhà tỷ phú đầu tiên, một tỷ phú rất giàu, rất giỏi, rất năng động. Nhưng chúng ta biết vì sao ông ta có quyền tự do kinh doanh và sự mạnh dạn táo bạo, có những giải pháp kinh doanh hợp lý và ông ta trở lên người giàu có và là một cái tấm gương cho rất nhiều người trong xã hội muốn làm giàu, đúng không? Nhưng bên cạnh đó, cái hình ảnh một thanh niên mà đặt cái biển ở Hà Nội này, rất nhiều người đã bóc mãi anh ta với một cái chân bị nở loét, anh ta bảo không có thuốc chữa bệnh, cầu xin sự chia sẻ giúp đỡ của mọi người. Nhưng anh ta thì kinh doanh một cách chúng ta thấy rằng là có thể không vi phạm pháp luật nhưng vi phạm về mặt đạo đức, lợi dụng lòng tốt của xã hội để mà trục lợi. Cho nên anh này, khi mà anh này ngồi xin tiền, rất nhiều người cho, đã rất thương tâm, luôn luôn chúng ta cái chân lở loét. Nhưng nhiều lần như vậy, bây giờ mạng xã hội nó phát triển, thế là người ta bóc mẽ ngay được ngay anh này là lừa dối. Chúng ta thấy không phải chân thối này, chỉ là giả thôi, để lợi dụng lòng tốt của xã hội để mà trục lợi. Chúng ta biết cũng ý tưởng kinh doanh đấy, không vi phạm pháp luật nhưng mà vi phạm về mặt đạo đức, lợi dụng lòng tốt của mọi người đấy. Cho nên một công trong xã hội chúng ta có nhiều người kinh doanh, vận dụng điều kiện rất tốt, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, thành công trở lên giàu có. Nhưng có những người thì kinh doanh nhỏ lẻ, thành công vừa vừa, có những người thành công một chút, có những người thì thất bại. Và có những người nhà nước cho phép quyền kinh doanh để anh làm giàu nhưng anh không có khả năng, đúng không? Thì đó là vận dụng cái quyền đó được nhiều ít, đó là tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người. Và chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Đấy là bình đẳng về quyền, nếu mình ngụ, vậy trách nhiệm pháp lý
Ở đây thầy đưa ra hai hình ảnh. Đó là hình ảnh vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang và hung thủ là Lê Văn Luyện, một vụ án gây chấn động dư luận cả nước. Một vụ án mà cách người vi phạm hành xử một cách rất là côn đồ và dã man. Đúng không? Và Luyện đã phải trả một cái giá rất đắt, 18 năm tù. Vì Luyện chưa đủ 20 tuổi, đáng lẽ anh ta đủ 2 tháng nữa anh cho, xin lỗi. Luyện chưa đủ 18 tuổi, nếu anh đã đủ 2 tháng nữa thì anh ta tròn 18 tuổi. Thì anh trở lên ý, thì anh ta sẽ rẽ gì? Bị tử hình. Nhưng vì chưa đủ 18 tuổi, anh ta là người chưa thành niên. Cho nên cách xử lý đối với người chưa thành niên của nhà nước chúng ta là lấy giáo dục khoan hồng để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi vì cuộc đời của họ còn quá dài ở phía trước. Hay thứ hai, đây là một vụ án thì cũng gây rất nhiều tranh cãi. Vụ án Bầu Kiên bị bắt điều tra về kinh doanh, một số các liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bầu Kiên. Đây là một người cũng rất tài giỏi, cũng kinh doanh cũng rất là thành đạt, nhưng có một số các cái hoạt động vi phạm cái quy tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh chẳng hạn. Thì vụ Bầu Kiên này rất nổi tiếng bởi vì ngoài kinh doanh ngân hàng với tiền ra, đúng không, bất động sản ra, Bầu Kiên còn gì, nhảy sang cả lĩnh vực bóng đá nữa. Thì khi hai người này vi phạm quy tắc nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù Bầu Kiên là người rất nhiều tiền nhé. Nếu bảo ok bỏ 100 tỷ để xóa án, Bầu Kiên sẵn sàng bỏ ra. Nhưng ở đây chúng ta biết trách nhiệm pháp lý không được quy đổi bằng gì? Bằng tiền. Các em nhớ cho thầy như vậy. Cho nên ở đây này, công dân bình đẳng với trách nhiệm pháp lý là, các em nhớ cho thầy. Một, công dân dù ở địa vị làm nghề gì, khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý ở ý thứ hai chúng ta hiểu như sau. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử. Nhớ nhá, phạm tội mức độ như nhau, điều kiện như nhau thì phải gì? Trách nhiệm pháp lý phải giống nhau. Chứ cả hai người các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đều giống nhau chẳng hạn, cùng phạm tội y hệt như nhau mà người này xử cao người xử thấp thì đấy là không công bằng về trách nhiệm pháp lý. Em nhớ như vậy là các em thấy khi chúng ta xem bộ phim Ba Thanh Thiên ấy thì cũng nói rất nhiều. Chúng ta thấy là Bao Công rất là công bằng trong xử án, bất kể đó là gì, là ai, kể cả con trai của Thái sư chém, mà con trai của Thái sư chính là em của gì? Chúng ta biết em của vợ vua cũng gì, cũng chém. Có một câu nói rất là hay, đó là thiên tử phạm tội xử như thứ dân, đó là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Thì đó là cái phần 2 thì muốn nói chúng ta. Vậy một vấn đề thứ ba, để các quyền và nghĩa vụ của công dân được đảm bảo và cái trách nhiệm pháp lý được thực thi để đảm bảo sự công bằng minh bạch của pháp luật thì nhà nước cần làm những gì? Đó chính là phần 3, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Để đảm bảo được quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, nhà nước phải xây dựng pháp luật, phải bổ sung hoàn thiện pháp luật để đảm bảo sự công bằng, đem lại nhiều quyền cho người dân, đảm bảo pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, đảm bảo trách nhiệm pháp lý được thực thi một cách công bằng, thì Quốc hội họp ban hành, đúng không? Ra các bộ luật điều chỉnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để mọi công dân, mọi tổ chức cơ quan hành xử theo pháp luật, tạo ra sự công bằng bình đẳng trước pháp luật. Thì trách nhiệm đó thể hiện như sau. Trách nhiệm thứ nhất của nhà nước này, quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong hiến pháp và luật. Trong hiến pháp quy định các quyền nghĩa vụ cơ bản nhất, còn trong một số các cái bộ luật thì lại quy định rất là chi tiết quyền nghĩa vụ trong từng lĩnh vực này, anh được làm gì và anh phải thực hiện như thế nào. Trách nhiệm thứ hai của nhà nước đó là nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo ra các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, và tạo điều kiện để công dân phát triển, công dân hiểu pháp luật, đúng không? Công dân biết được mình có quyền gì, mình phải thực hiện nghĩa vụ như thế nào. Và trách nhiệm thứ ba của nhà nước đó là nhà nước có trách nhiệm xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo công bằng, hợp lý trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm. Ban hành luật này, xử lý nghiêm minh này, đúng không? Tạo công bằng pháp lý trong cái việc là truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cái người vi phạm pháp luật, thì đó là ba trách nhiệm cơ bản của nhà nước trong đảm bảo quyền của công dân trước pháp luật. Đó là một số các nội dung cơ bản
thầy nói về cái bài 4 đó là công dân bình đẳng trước pháp luật. Thì đây là thầy hệ thống lại bằng cái sơ đồ tư duy, nó hơi bé về nhà các em học khắc sâu kiến thức, các em có thể thực hiện theo cách của thầy, hình thành cái sơ đồ tư duy để chúng ta học nó được gì, được dễ hơn. Như vậy là trong một cái thời gian rất ngắn, thầy đã giới thiệu với chúng ta cái bài 3. Và trong cái bài 3 đó thì cũng nói sâu về cái quyền nghĩa vụ của công dân trước pháp luật và cái trách nhiệm pháp lý của công dân. Và hy vọng rằng với cái phần thầy nói mà các em đã nghe từ đầu đến giờ thì thầy tin rằng các em sẽ nắm vững được kiến thức của phần này. Xin cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau.